cute ngày hôm nay. Hôm trước là tính là cute tưởng là sát đến ngày phối rồi nhưng mà không phải, còn khướt. Test thêm hai lần nữa mà cute vẫn chưa đến ngày phối. Nào. Ori. Quên, gọi cute chắc cũng biết đấy. Ờ hớ. Nhá. Ờ thế dắt dây đi để quay ra, hôm nay tươi tắn để cho quay lại cái. Hôm trước quay lờ đờ quá. Xem là có cái gì nhỉ? Có cái gì để ấy nó nhỉ? Cute. Ori. Gọi tên gì được? Em toàn gọi Cute. Ừ. Chổ, chổ, chổ. Hình như chào gơn. Chổ gơn phi rầm rầm vậy. Đấy, dắt lượn vòng quanh, dắt em dắt nó lượn vòng quanh để cho nó đi lại, cho nó đứng nó hóng về đằng này tí. Ê. Ê, Cute. Nào. Con gái của Bruno với này. Sinia. Phản lắm rồi. Hey, Cute. Thôi chả thèm sâu nữa. Thả bà ra cho bà muốn làm gì bà làm đi. Thôi thả đi. Hả? Quên nhà phở nó rồi. Cứ tè. Đến hôm nay là nó lên đây là cũng là xem nào, phải được một tuần 10 ngày đấy nhỉ? 10 ngày rồi. Hey. Hai chị em hóng nhau qua. Hóng nhau qua một con trong một con ngoài. Hóng với con nào? Hóng với con kia này con nào? Ờ. Nemo à? Nemo ở trong, Nemo hóng chị ở ngoài. Chị của Nemo đấy. Cute. Xem là nàng ta định hóng gì ở đấy. Cute. Ờ hơ. Đây là Cute. Ở nhà thường gọi em là Ori. Em có xinh gái không? Rất là xinh gái. Cứ tưởng là được lấy giống từ mấy hôm trước rồi nhưng mà hóa ra vẫn chưa được. Hôm nay là kiểm tra cho em lần này là lần thứ tư rồi. Lần thứ tư kiểm tra. Cái chu kỳ lên giống của em nó quá dài, nó quá là đặc biệt. Sang đến ngày thứ 16, 17 rồi. Hy vọng là lần này lấy máu test là đến ngày rụng trứng nha. Xem nào. Cổ hoa vẫn cứng lắm. Rồi ra anh Lộc gọi nó ra đây. Rất là xinh gái.
khi em đã quen nhà. Chơi ở đây chơi vui vẻ. Cứ te. Hey, hôm nay là trời đầy những mây xám. Mày sang đây lại hửng mưa rồi một tí. Một ngày mưa. Đã hóng muốn vào chuồng á hả? Ờ, vừa ra thì là đi vệ sinh luôn rồi. Đằng này là ngược sáng, ra đằng quay ở mé đằng kia thì sáng hơn. Không, ra chơi với anh Lộc đi, kệ đi. Đứng đứng xa nó ra một tí nào. Ok. À đấy. Quay đi. Quay ngang cái mặt của Cute. Cao. Cute. Thôi đi vào đây nào, vào đây chúng ta lấy máu kiểm tra nào. Hơi bị sinh gái.